chào các đồng chí và các bạn. Thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được Đảng ủy Quân sự tỉnh triển khai thực hiện tốt, làm chuyển biến mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, từ đó nâng cao hiệu quả công việc. Đây là nội dung chính được chúng tôi đề cập trong chương mục Quốc phòng toàn dân của Đài Truyền hình Vĩnh Long hôm nay. Một đời sống quân nhân là ghi nhận về hiệu quả giáo dục tư tưởng từ hoạt động của chi bộ lâm thời trong huấn luyện dự bị động viên. Còn bây giờ, mở đầu chương trình, chúng tôi xin điểm lại những hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh hai tuần qua. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi. Đoàn công tác của Văn phòng Bộ Quốc phòng đã đến kiểm tra công tác văn thư lưu trữ và công tác bảo mật của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thời gian qua, công tác văn thư lưu trữ và công tác bảo mật được thực hiện đúng theo thông tư 91-92 của Bộ Quốc phòng, pháp lệnh bảo mật và luật văn thư lưu trữ. Công tác tiếp nhận văn bản đến, đi và ban hành các loại văn bản thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục hành chính, bảo đảm các quy định về bí mật quân đội, bí mật quốc gia. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Trong 5 năm qua, đã tiến hành xét và đề nghị hơn 19.000 hồ sơ cho các đối tượng theo quyết định 124, 188, 290 và 62 của Chính phủ. Có 19.294 đối tượng được chi trả với số tiền trên 52 tỷ đồng, xây dựng 83 nhà tình nghĩa, 223 nhà tình đồng đội với số tiền trên 5,6 tỷ đồng, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, thăm hỏi tặng quà thân nhân gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng, tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban công tác quân sự quốc phòng địa phương tháng 4 năm 2015. Tháng qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các đảng bộ cơ sở tiến hành xong đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong tháng 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức các hoạt động kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng hoàn chỉnh văn kiện nhân sự cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức khai giảng huấn luyện sĩ quan dự bị khóa 4 năm 2015. Các cán bộ sĩ quan dự bị động viên được tiếp thu hai nội dung chính về chính trị và quân sự, trong đó tập trung vào các chuyên đề như chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2015, nội dung phương pháp ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Thưa các đồng chí và các bạn, những lời nói, việc làm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt chặng đường hoạt động cách mạng của người thường rất giản dị, gần gũi với mỗi người. Thực tế, nói theo Bác thì rất dễ, nhưng làm theo Bác không phải ai cũng làm được. Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách linh hoạt, xây dựng những mô hình phù hợp để cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng vũ trang tôi luyện cả về phẩm chất, đạo đức và năng lực theo tấm gương đạo đức của Bác. Thông suốt về tư tưởng, nhận thức được tầm quan trọng và nội dung cần tập trung là một yếu tố cốt lõi để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mang lại hiệu quả tốt. Vì vậy, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức học tập quán triệt nghiêm túc các chuyên đề theo quy định của trên, đảm bảo tất cả cán bộ chiến sĩ thấm nhuần và tạo sự chuyển biến bằng hành động. Mỗi cơ quan, đơn vị đều xây dựng mô hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, trong đó nổi bật là mô hình ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy của Đảng bộ phòng hậu cần, mô hình đổi mới nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên trường quân sự của Đảng bộ trường quân sự, mô hình nói đến đâu làm hiệu quả đến đó của chi bộ 4 Đảng bộ phòng tham mưu. Từng nội dung về tấm gương đạo đức của Bác được cấp ủy các đảng bộ cơ sở xây dựng sát hợp với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đối với đảng ủy, ban chủ nhiệm phòng chính trị đã xây dựng các chuẩn mực đạo đức sát với đặc điểm nhiệm vụ của cơ quan như tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện sai trái trong cơ quan, đơn vị, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, chế độ quy định của chỉ huy các cấp, đoàn kết nội bộ và quần chúng nhân dân, khắc phục khó khăn, chủ động sáng tạo thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Học Bác về nêu cao tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, dù bất cứ ở công việc gì, Thượng úy Nguyễn Thành Nhân, trợ lý tuyên huấn phòng chính trị, cũng luôn có tinh thần ham học cầu tiến, không ngại khó khăn thử thách trong thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
có đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, vô tư không vụ lợi cá nhân. Đồng chí luôn tự giác và nghiêm minh trong chấp hành pháp luật của nhà nước, kỷ luật của quân đội, quy định của đơn vị, mệnh lệnh của người chỉ huy. Đồng chí Nhân luôn phát huy tinh thần trách nhiệm và tự giác với tinh thần nói đi đôi với làm. Trách nhiệm đối với công việc là trên hết, lợi ích tập thể là cao nhất. Đồng chí luôn xem những công việc mới, khó khăn chính là động lực để giúp bản thân nâng cao trình độ, ngày càng hoàn thiện bản thân. Thì tôi luôn xây dựng cho mình một tiêu chí, kế hoạch để phấn đấu, đó là đối với bản thân, tôi luôn răn mình không được thỏa mãn và dừng lại kết quả mình đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ. Và đối với công việc, điều tiên quyết trước tiên phải thực hiện cho bằng được, đó là nói phải đi đâu với làm và làm với tinh thần trách nhiệm cao. Và đối với mọi người thì phải ân cần, hòa nhã và cởi mở để giải quyết các mối quan hệ trong công việc. Học Bác thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với công việc, tùy theo nhiệm vụ, chức trách được giao. Từng đồng chí đã chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy về thực trạng cũng như những hạn chế, khuyết điểm đối với công tác mà bản thân phụ trách để có giải pháp đề xuất chấn chỉnh kịp thời. Nhờ vậy, công tác cán bộ của lực lượng vũ trang tỉnh trong những năm qua từng bước được duy trì, có nền nếp và mang lại kết quả tốt. Qua học tập và làm theo để mỗi cán bộ đảng viên thật sự tự giác soi gọi lại bản thân mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mà có sự điều chỉnh phấn đấu, khắc phục những khiếm khuyết tồn tại để càng hoàn thiện mình hơn, trở thành người đảng viên, cán bộ gương mẫu tiêu biểu. Từ đó góp phần ngăn chặn và phòng ngừa có hiệu quả những biểu hiện lệch lạc, sai trái về phẩm chất đạo đức sống, năng lực công tác, thiếu tu dưỡng và rèn luyện, làm ảnh hưởng đến thành tích chung cơ quan đơn vị mình đang công tác, cũng như truyền thống tốt đẹp quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và hình ảnh cao quý anh bộ đội Cụ Hồ. Thì ý thức được những vấn đề đó, thì thời gian qua bản thân thì nghiêm túc tiếp thu các chuyên đề học tập về Bác, sự cảm nhận sâu sắc qua từng mẫu chuyện kể về Bác trong mỗi lần sinh hoạt chi bộ, từ đó đã tạo cho tôi thêm nhiều động lực và quyết tâm hơn trong công tác, trong việc làm, tự xây dựng cho mình một cái phương pháp làm việc là khoa học, công việc xử lý theo trình tự thời gian, cái nào trước thì làm trước, cái nào sau làm sau. Thì trong làm thì chúng ta phải phát huy hết ý thức trách nhiệm, làm cho bằng được, có không có được cái ngày khó ngày khổ để mà đùn đẩy công việc cho người khác hay là để thời gian chậm trễ. Việc học tập và làm theo Bác đã đi vào đời sống của mỗi cán bộ chiến sĩ. Chính học tập và làm theo Bác đã giúp cho cán bộ đảng viên làm việc hiệu quả hơn, nâng cao khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đại quý Phan Nhất Linh, trưởng kho quân khí, phòng kỹ thuật, luôn thấm nhuần lời dạy của Bác. Vũ khí là mồ hôi, nước mắt của đồng bào, là xương máu của bộ đội. Vì vậy phải quý trọng nó, phải biết tiết kiệm, ngăn nắp, phải sử dụng hiệu quả. Chính vì vậy, trong thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Nhất Linh luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của tập thể để đảm bảo quản lý, thống kê vũ khí trang bị chặt chẽ. Kho quân khí là đơn vị có nhiệm vụ bảo quản, cất giữ trang bị kỹ thuật để đảm bảo sẵn sàng cấp phát cho các cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu. Đồng chí Linh đã chỉ huy điều hành đơn vị thực hiện nhiệm vụ đúng nguyên tắc và thời gian quy định, được đánh giá tốt. 5 năm qua, kho quân khí được quân khu công nhận là kho cất chứa vũ khí, trang bị, đạn dược đạt tiêu chuẩn 5 nội dung trong quản lý kho. Căn cứ vào chức trách nhiệm vụ của mình để là xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác cho phù hợp và quyết tâm thực hiện đạt kết quả cao. Cái thứ hai là việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác không phải là ngày 1, ngày 2 mà phải học thường xuyên liên tục, học để làm theo rồi lại học. Như thế sẽ giúp cho chúng ta đạt hiệu quả cao nhất trong công việc hàng ngày. Cán bộ, đảng viên đã nhận thức được ý nghĩa tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, lãnh đạo chỉ huy các cấp luôn gương mẫu tích cực đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Nhiều cán bộ, đảng viên, quần chúng trong lực lượng vũ trang tỉnh đã tích cực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên học tập, làm theo Bác từ phong cách, đạo đức, lối sống, công việc, cách cư xử, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm với công việc. Việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là hàng năm thì luôn được cái sự mà sơ kết, tổng kết và biểu dương khen thưởng kịp thời. Rồi cho nên là cái việc đã tạo được cái động cơ thi đua để cho mỗi cán bộ đảng viên luôn có tinh thần thi đua và học tập tốt. Trong việc đăng ký nêu gương thì từng cơ quan đơn vị luôn bám sát chức trách, nhiệm vụ cơ quan
cá nhân thì luôn bám sát cái chức trách nhiệm vụ của bản thân mình, mà để từ đó là kịp thời điều chỉnh và phấn đấu để mà việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nó đạt được cái hiệu quả cao. Cái việc mà học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thời gian qua thì nó luôn được gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua khác, nhất là phong trào thi đua quyết thắng, phong trào thi đua đột kích và cái cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ Hồ. Học tập và làm theo Bác, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng đóng góp có hiệu quả công sức, trí tuệ vào việc xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hàng năm, 100% các cơ sở đảng đều đạt trong sạch vững mạnh. Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 95% trở lên. Đảng bộ quân sự tỉnh 5 năm liền đạt đảng bộ trong sạch vững mạnh, được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 5 cờ thi đua 5 năm liền, từ năm 2010 đến năm 2014. Quân khu tặng cờ thi đua 4 năm liền và đã được Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Thưa các đồng chí và các bạn, thực hiện chỉ thị 16 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dự bị động viên. Từ năm 2013, Đảng ủy quân sự tỉnh đã chỉ đạo thực hiện việc thành lập chi bộ lâm thời khi tập trung huấn luyện quân nhân dự bị. Các chi bộ lâm thời đã phát huy tốt vai trò trong công tác định hướng, giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và quần chúng, góp phần mang lại hiệu quả cao trong công tác huấn luyện. Đối với các đơn vị quản lý huấn luyện dự bị động viên, ngay sau khi tiếp nhận thì đảng ủy đơn vị đã có chủ trương thành lập chi bộ lâm thời. Căn cứ vào nhiệm vụ của lớp huấn luyện, chi bộ lâm thời đề ra nghị quyết lãnh đạo sát với tình hình thực tế của khóa huấn luyện. Khi sinh hoạt, chi bộ đưa vào các nội dung giáo dục truyền thống, nhiệm vụ của quân nhân dự bị, thông tin kịp thời tình hình thời sự, tình hình đơn vị và các chính sách pháp luật có liên quan. Chi bộ tiến hành sinh hoạt nhằm là nâng cao cái nhận thức của đảng viên về cái mục đích ý nghĩa của cái nhiệm vụ huấn luyện, tập trung thảo luận đề ra những cái chủ trương biện pháp lãnh đạo thực hiện cái nhiệm vụ huấn luyện phù hợp với cái tình hình thực tế đặc điểm của đơn vị, phân công cán bộ phụ trách cụ thể từng mặt công tác, đảng viên kiềm cặp quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành cái nhiệm vụ huấn luyện. Vì phần lớn là quân nhân dự bị là lao động chính trong gia đình, nên là khi tập trung huấn luyện là cũng là chưa thật sự, một số đồng chí là chưa thật sự an tâm tư tưởng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nên là khi sinh hoạt chi bộ thì cần tập trung là làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên tuyên truyền kết hợp với là giáo dục nhiệm vụ, giáo dục truyền thống lịch sử, thông tin tình hình, định hướng tư tưởng. Từ đó thì đảng viên an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ. Ngoài tập trung nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị, động viên tư tưởng, chi bộ cũng đã phát huy tốt vai trò của mình, gần gũi, nắm chắc tình hình tư tưởng của quân nhân dự bị, có những giải pháp hỗ trợ động viên kịp thời. Từ đó, từng đảng viên càng thấy trách nhiệm hơn, có lập trường tư tưởng vững vàng, không dao động trước khó khăn, đầu tàu gương mẫu để định hướng quần chúng cùng đoàn kết thực hiện nhiệm vụ chung. Tôi xác định là cái nhiệm vụ là chính. Thì riêng thì là tôi phải là cố gắng là ra sức là học tập để nâng cao là trình độ là lý luận để sau này để về dựng dụng ở tại địa phương. Thì còn một số là các đồng chí ở trong là chi bộ là đảng viên cũng như là cá nhân cũng còn chưa là an tâm là trong đợt quy định này, là tôi phải là động viên là để hoàn thành là nhiệm vụ là chung cũng như đảng nhà nước giao cũng như là dự bị động viên của chúng tôi. Chi bộ lâm thời thì trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã mang lại một cái hiệu quả hết sức thiết thực, đó là 100% cán bộ chiến sĩ lực lượng dự bị động viên đã yên tâm công tác, khắc phục mọi khó khăn, không có chiến sĩ là dao động tư tưởng trước diễn biến tình hình cũng như là trong cái ngại khó ngại khổ trong học tập để hoàn thành nhiệm vụ
trách nhiệm được giao, phát huy được cái vai trò trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật và quy định của đơn vị. Quân nhân dự bị chịu tác động từ hoàn cảnh sống và điều kiện của gia đình, nên có những đồng chí chưa thật sự an tâm khi tập trung huấn luyện. Chính từ việc giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng của chi bộ đã giúp cho các đồng chí có nhận thức tốt hơn, an tâm tư tưởng, tập trung phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của khóa huấn luyện. Từ đó góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng huấn luyện dự bị đồng viên. Thưa các đồng chí và các bạn, một đời sống quân nhân vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Quốc phòng toàn dân kỳ này. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.